Bà con khỏe không bà con? Mấy hôm nay em đi miền Đông cũng rất là nhiều. Thực ra là cái thời tiết miền Đông năm nay bà con chúng ta thấy nó có một cái sự oi bức. Và chính cái sự oi bức này nó cũng làm cho cái cây nó bứt rứt, nó muốn ra bông. Cái này cũng nói thiệt là chúng ta cũng bước vào cái quy trình là làm bông sớm. Thì mỗi năm bà con chúng ta cũng biết rằng là nếu mà chúng ta làm bông mà nó đúng vụ ở miền Đông á, phải tháng 11. Nhưng hôm nay thì lên có một cái số vườn á, làm bông sớm. À, để chúng ta về đích sớm nha bà con. À, vậy cái mùa năm trước thì mọi người chúng ta cũng biết rằng là đến cái khu vực mà miền Đông á, đặc biệt là nó thiếu nước trầm trọng, mà có những cái vườn là thiếu nước. Vậy thì mình cũng khuyến cáo cho bà con chúng ta là trong cái quá trình mà làm bông làm trái á, là chúng ta phải dự trữ nước, đủ nước nha bà con nha. Và cái điều đầu tiên chúng ta bước vào giai đoạn làm bông là bà con chúng ta phải cắt cỏ và làm cho vườn mình thông thoáng. Cái điều đấy là đương nhiên. Cỏ chúng ta nếu mà chúng ta để tùm quá thì nó sẽ giữ cái độ ẩm khá là cao ở trên vườn, nên là đầu tiên là chúng ta phải làm cho vườn của mình thông thoáng, cắt cỏ và dinh dưỡng, phân bón những cái dòng dinh dưỡng mà chúng ta đưa cho cây chúng ta ở trong cái giai đoạn này là không nên có đạm, không nên có amino, không nên có cái hàm lượng dưỡng nha bà con. Chúng ta có thể cung cấp cái vi lượng bằng cái chai rồ combi chúng ta phun để cho nó già lá để bước vào cái giai đoạn làm bông và cây chúng ta lại nó khỏe trước khi mà chúng ta làm bông làm trái, thì không bệnh, không bị sâu, không bị này nọ, để chúng ta phun thuốc sâu thuốc đồ để cho cái cây chúng ta nó khỏe ha. Rồi nói thì dông dài, nói thì lãng mạn lắm nha bà con, nhưng mà để làm bông làm trái một cái cây sầu riêng, bà con chúng ta cũng biết rằng có nhiều đêm á, khi mà nó ra bông thì chúng ta cũng vui, nhưng mà đến giai đoạn giữ trái nó cũng làm một cái câu chuyện nhiều khi mất ăn mất ngủ. Nhưng hôm nay chúng ta đến với cây sầu riêng đi xấu, thì thật ra thì cây sầu riêng đi xấu nó cũng có những cái ưu điểm và cũng có những cái khuyết điểm so với Thái. Cây đi xấu thì cái tỷ lệ ra bông nó sẽ chậm hơn so với những cái cây Thái. Cây Thái thấy ra bông dữ lắm, nhưng mà cây Thái á, thì để giữ trái của nó thì cực kỳ phải có kỹ thuật. Cây Thái thì từ cái lúc mà sổ nhị á, thì chúng ta tuyệt nhiên không để nó đi đọt. Còn cây đi xấu á, nếu như có đi đọt thì chúng ta cũng đỡ hơn một phần nào. Nhưng mà mình cũng khuyến khích bà con là sau cái giai đoạn làm bông làm trái, xong khi mà nó sổ nhị rồi, chúng ta cứ chặn đọt. Vậy thì chúng ta chặn đọt thì nó có đủ lá để cây nó nuôi trái không? Thì mình cũng xin thưa với bà con là chúng ta nên để cây nó khoảng cỡ 3 cưa đọt là tốt nhất. Có nhiều nhà vườn thì 2 cưa đọt, nhưng 2 cưa đọt là chúng ta phải kéo mạnh khi mà ra bông nha bà con. Nhưng nếu như chúng ta không có đủ cưa thì sau này nó mang trái, nó yếu trái và trái chúng ta nó không có tròn, không có đẹp. Nên bà con chúng ta cũng lưu ý nên suốt cái quá trình mà nuôi trái nên chặn đọt nếu như mà cây chúng ta nó đủ cưa lá. Thì hôm nay quay trở lại cái vườn này thì mình cũng xin review cho bà con chúng ta và hướng dẫn cho bà con chúng ta cái kỹ thuật mà chúng ta tạo mầm bông, cái kỹ thuật chúng ta ủ mầm bông và chúng ta sẽ làm cho cây chúng ta đẻ, không còn sinh trưởng nữa. Cái này bà con chúng ta, có nhiều bà con chúng ta đã rành rồi thì cái video này nó cũng như là bà con chúng ta coi cho nó vui. Còn nếu như bà con chúng ta mà chưa có bước vào cái quy trình làm bông lần nào thì bà con chúng ta có nhiều cái điều bỡ ngỡ. Tất nhiên trong cái video này nó sẽ chưa có thể là đầy đủ nhất, nhưng mà có những cái khuyến cáo thì em sẽ khuyến cáo cho bà con ở trong cái video này. Thì bà con chúng ta có xưa giờ thì bà con chúng ta rải lăng rồi bà con chúng ta đi Cali Xuân Phát, như hôm nay thì Willow Farm cũng có một cái dòng sản phẩm đó là Bạch Long Nano Xanh. Đây là một trong những cái xô Bạch Long Nano Xanh 20kg thì chúng ta pha được cho là 4.000 lít nước. Thì khi bà con chúng ta pha cái Bạch Long Nano Xanh thì bà con chúng ta có thể cộng chung với 8kg già lá này, chúng ta pha cho 8.000 lít nước. Ở trong Bạch Long Nano Xanh này thì chúng ta sẽ có gì? Ở trong này chúng ta có lăng hữu hiệu ở trong cái dạng nano, xây nhỏ cực kỳ, trong những cái công nghệ mà gọi là hiện đại nhất, bậc nhất luôn bà con. Và ở trong này là có hàm lượng kẽm. Thì bà con chúng ta cũng biết rằng hàm lượng kẽm thì nó giúp cho cái cây chúng ta hấp thụ nhanh, cũng như là tăng cái sức đề kháng cho cái cây chúng ta, tăng cái sự mà uyển chuyển cho cái bộ rễ chúng ta, cũng như là cây chúng ta có một cái sức khỏe tốt nhất trước khi mà bước vào cái giai đoạn làm bông. Thì chúng ta làm một công đôi chuyện luôn, thì trong này có lăng luôn, thì chúng ta lăng hữu hiệu thì đưa xuống thì cây chúng ta nó hấp thụ ngay luôn. Thì trung bình thường thường thì đưa xuống thì cây chúng ta khoảng 5 đến 7 ngày là cây chúng ta đã thấy nó vững như kiền rồi, lá chúng ta nó chuyển già và nó đứng đọt. Thì bà con chúng ta có thể là từ khi mà chúng ta tưới cái xô lăng này để lúc mà chúng ta tạo mầm cử một đầu tiên á là khoảng 10 ngày, trung bình là nó 10 ngày, nhưng tùy theo cái điều kiện thời tiết.
Ví dụ như nó mưa quá thì chúng ta có thể 11 ngày, 12 ngày, hoặc là cái thời tiết chúng ta có thể 9 ngày, tùy theo chúng ta coi dự báo thời tiết. Thì bà con chúng ta cũng nên tải những cái app dự báo thời tiết, app Windy với bà con. Bà con tải về để bà con coi là cái dự báo thời tiết ở khu vực mình nó có mưa hay không. Cái app đó nó cũng khá là hay. Chúng ta kéo về chúng ta coi là cả tuần chúng ta biết được là dự báo thời tiết của vùng mình nó có mưa hay nó không mưa. Cũng khá hay, công nghệ hiện đại ha bà con. Rồi thì ở trong cái già lá rất nhanh này á, là chúng ta nó có gì? Già lá rất nhanh này chúng ta tưới gốc được và chúng ta phun trên lá được. Cái già lá rất nhanh này trong này nó có kali sunfat. Kali sunfat thì bà con chúng ta cũng có thể từng nhìn thấy, mình review vài lần rồi. Cái kali sunfat bà con nhớ nha, kali sunfat nha. Không được sử dụng các cái dòng kali clorua hay là kali gì? Kali nitrat đó. Này kali nitrat nha, bà con chúng ta nhớ cái điều đấy. Thì ở đây này là kali sunfat gần như là chúng ta 100%. Này chúng ta sẽ hỗ trợ tưới dưới gốc cộng với cái xô bạch long nano xanh nãy giờ mình review. Thôi ngồi chúng cho anh tính anh dễ quay. Thì chúng ta sẽ bắt đầu là tưới cái xô lăng này khi sau khi chúng ta cắt cỏ, chúng ta pha, chúng ta tưới. Cái điều ưu thế của cái xô bạch long nano xanh này là dễ pha, dễ sử dụng và chúng ta tưới xuống là cây nó hấp thụ ngay lập tức. Nó hấp thụ ngay lập tức luôn. Chúng ta pha, chúng ta tưới qua cái bồn. Thường thường thì bà con bây giờ cũng có một cái bồn phân rồi, bà con chúng ta tưới qua bồn tính theo cái số lượng cây. Thì ví dụ như là cái bộ xô này là chúng ta pha cho 4.000 lít nước thì chúng ta có thể tưới được bao nhiêu? 100 cây đến 80 cây đến 100 cây tùy theo cái cây lớn nhỏ ha. Mỗi cây là 40 lít đến 50 lít thì bà con chúng ta tưới. Tưới xong đó rồi bà con chúng ta sẽ sáng hôm sau bà con chúng ta tưới sương nhẹ rồi bà con sẽ đi vào quy trình xiết nước. Cái này cực kỳ quan trọng, xiết nước nha bà con. Cỏ thì chúng ta cắt rồi, chúng ta xiết nước. Vậy thì khi chúng ta xiết nước như vậy á, thì trong cái quá trình cây nó sẽ bắt đầu là ngưng sinh trưởng. Khi nó hấp thụ cái đưa xuống là cái lăng và cái kali này nó hấp thụ ngay và nó đưa vào quy trình chúng ta nó xiết nước. Và còn cái lượng nước nó nằm ẩm đổ trong gốc của mình đó bà con, nó vẫn hút nước từ từ, nó vẫn hút nước từ từ và nó đưa lên cái cây chúng ta, nó sẽ đứng và nó sừng lại đấy. Thì bà con chúng ta lưu ý. Vậy thì chúng ta khoảng canh sống khoảng một tuần sau, một tuần đến 10 ngày sau thì chúng ta sẽ bắt đầu là thêm nữa, quên nữa cái này. Vậy thì bà con chúng ta cũng hỏi mình là khi nào mình đi sâu lăng mà nhìn cái tín hiệu lá nữa, cái lá cơi lá ở bên ngoài của bà con chúng ta, cái cơi lá hoàn toàn mở hết bà con chúng ta nhớ nha, nó hoàn toàn nó mở hết và chúng ta rờ vô cái lá nó rít như thế này. Có nghĩa là lá non nó sẽ còn non như thế này nhưng mà nó mở hết. Đó là chúng ta sẽ đánh cho nó già lá và chúng ta đánh cho nó đứng cái đọt này. Rồi thì khoảng 10 ngày sau khi mình tưới xô lăng và cái bạch long nano xanh cộng với cái xô lăng này, cái xô lăng bạch long nano xanh này cộng với cái già lá nhanh này, thì khoảng 10 ngày sau thì chúng ta sẽ thấy cái lá của chúng ta nó có cái độ xanh đậm hơn một chút xíu. Và nó có cái độ xanh đậm hơn một chút xíu thì bà con chúng ta sẽ tiến hành cắt cành bơi. Lúc này nó quan trọng cực kỳ, ở trong chúng ta cắt cành bơi luôn. Chúng ta cho một cái đội công cắt cành bơi, hoặc là ngày trước chúng ta cắt xong rồi hôm sau chúng ta phun, thì chúng ta sẽ phun cái cử đầu tiên để ủ mầm bông, để khó lá, để chặn đọt tất cả mọi thứ. Thì chúng ta sẽ phun cái hỗn hợp cũng có già lá nha bà con. Rồi mình sẽ phun cái hỗn hợp là khó lá nửa ký, già lá rất nhanh 1 ký. Đây để vậy ha. Thân bông để ủ mầm bông, phần bông 3 ký. Rồi 1 chai thiên hương nano xanh. Rồi chúng ta sẽ pha cho 300 đến 400 lít nước. Thì ở cái cử 300 đến 400 lít nước, nếu như cái cây của chúng ta mà cái lá của chúng ta nó xanh đậm hơn và độ lá già hơn thì chúng ta pha 400, mà cái lá non của chúng ta nó còn non quá, ví dụ như vậy đó, thì chúng ta có thể là pha 300. Và chúng ta sẽ phun như thế nào? Đó, nhớ là trước khi phun á, là phải cắt cành bơi bên trong luôn nha bà con. Chúng ta sẽ phun như thế nào? Chúng ta sẽ phun đứng như thế này. Mình đứng ngay chỗ này ha, đứng ngay này cách khoảng 1 mét thôi. Thì chúng ta không được phun là đứng trực diện. Không phun trực diện nha bà con. Thì mình giải thích cho bà con này, tại vì trong cái hỗn hợp lúc mình pha mình phun á là nó có lăng cao mà. Chúng ta phun trực diện nhìn này, nó bay thẳng vào trong những cái lá già, tại cái máy áp lực của chúng ta phun nó bay thẳng vào cái lá già. Thì lá già ở bên trong nó sẽ già hơn và nó sẽ rụng. Nó rụng lá chân á bà con. Thế nên chúng ta phun sao? Đó, chúng ta canh cái tầng cơi ba chúng ta canh cái tầng cơi ba, cái lá cơi ba ở bên ngoài, chúng ta phun như thế này này. Chúng ta phun chéo, phun chéo. Ok không anh Tính? Ok ha. Chúng ta phun chéo, chúng ta phun vòng tròn, chúng ta canh, chúng ta phun cái cơi ba bên ngoài. Cái đọt nó đi hay không là cái cơi ba, cái lá nó già hay không là cái cơi ba. Mục đích của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là đưa cái lá già, đưa cái lá non về thành cái lá già,
chặn cái đọt lại, không cho nó đi. Đó, mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là sẽ đưa cái lá cuối cùng. Đây, cái lá cuối cùng. Mục tiêu của chúng ta sẽ đưa cái lá cuối cùng, nó sẽ về ở cái vị trí như cái lá già mình đang cầm vậy. Nó cái màu, mình nói về cái màu xanh nha bà con. Mục tiêu của chúng ta sẽ đưa vào cái vị trí về cuối cùng. Tuy nhiên á, là bà con phun một cử một này nó chưa đâu, nó chưa già đâu, nó mới chuyển qua thế này thôi. Rồi chúng ta sẽ phun một cái cử hai nữa. Cử hai thì chúng ta sẽ bỏ cái khó lá ra, bỏ ra một ký thần bông ra, thì chúng ta sẽ phun là như thế này: một ký già lá nhanh, một chai thiên hương nano xanh cộng với 2 ký thần bông, phun cho 300 đến 400 lít nước nha bà con. Thì chúng ta phun để đưa cái lá cuối cùng ở ngoài đây về cái vị trí như thế này, để chúng ta bóp cái cột. Dạ, là chúng ta yên tâm. Rồi chúng ta phun cử một và cử hai, chúng ta phun vào đâu, chúng ta sẽ bước vào bên trong chúng ta bà con nha. Bà con chúng ta sẽ, trước khi mà chúng ta phun cử một, thì bà con chúng ta sẽ tỉa những cành bơi này. Chúng ta tỉa hết cành bơi ha, chúng ta tỉa hết cành bơi đi, đừng có tỉa sớm quá. Mà trước khi phun cử một mà chúng ta tỉa, thì chúng ta sẽ phun như thế nào? Chúng ta phun ướt đều hết cái tàn, chúng ta ướt đều hết cái dạ cành này bà con. Chúng ta phun ướt đều hết những cái dạ cành này này. Chúng ta phun ướt xương hết, ướt đều những dạ cành mặt trên, mặt dưới. Mặt dưới thì tất nhiên là phải ướt rồi, mặt trên nữa thì càng ngon. Mặt trên thì chúng ta sửa cái bếp, chúng ta phun cho nó ướt. Nói chung là làm sao cái cành của mình nó ướt để nó ủ được cái mầm bông. Đó là bà con chúng ta sẽ đưa vào mục tiêu như vậy. Đấy, tiếp theo còn những cái quy trình tiếp theo là nó sẽ là nhú cái mắt cua ra, thì chúng ta sẽ kéo bông, rồi chúng ta sẽ kéo đọt, từ từ thì cái quy trình đó chúng ta sẽ nói sau. Chứ giờ mình nói quá một tràng gian đại hải thì bà con chúng ta sẽ bắt đầu là ngán ngẩm ha bà con. Chúng ta sẽ từ từ và chúng ta làm với Willow Farm, thì tới đâu chúng ta sẽ kết nối với Willow Farm. Willow Farm làm với bà con chúng ta là tạo một cái nhóm, cái nhóm Zalo. Bà con chúng ta tạo mầm tới đâu thì chúng ta sẽ chụp hình gần như là cứ 3 ngày 4 ngày hoặc là hàng tuần gì đó bà con chúng ta xử lý nha bà con. Thì từ cái giai đoạn mà chúng ta tưới cái xô bạch long nano xanh, rồi chúng ta sẽ xiết nước. Chúng ta tưới ngày trước này, ngày sau á, chúng ta sẽ sương nhẹ bắt đầu vào cái quy trình là chúng ta xiết nước. Vậy cái miền Đông này nó có thêm một cái vấn đề khó khăn. Nắng thì nó nắng rất là dữ, nắng cực kỳ dữ. Thế là nắng kéo dài, nếu như trong cái quá trình xiết nước mà chúng ta thấy cái cây của chúng ta mà nó rủ lá quá và nhìn cái hiện tượng mà đất của chúng ta nó khô dữ quá, thì bà con chúng ta có thể có quyền là bà con tưới sương ẩm độ một chút xíu vào buổi sáng, rồi chúng ta tiếp tục vào quy trình chúng ta chúng ta xiết nước tiếp nha bà con. Chúng ta nhớ cái điều đấy, mục tiêu của chúng ta vẫn cuối cùng và bộ lá bên ngoài nó đứng đọt ha, lá nó phải già thì cái điều kiện ủ mầm bông nó rất là dễ nha bà con nha. Thì làm theo cái phương pháp của Willow Farm là không sử dụng hóa chất, thế nên để bà con chúng ta cũng yên tâm là cây chúng ta nó khỏe, không, nói chung là mình không sử dụng hóa chất nên bà con chúng ta cũng yên tâm cái phần nào để mà cây chúng ta khỏe. Thì cái vườn này bà con chúng ta nhìn thấy cái sinh khối của đất này, bà con nhìn thấy này, đây là biểu hiện của đất tốt. Đây là biểu hiện của cái việc mà dinh dưỡng ở trong đất và cái chất hữu cơ nó tốt. Thì bà con chúng ta thể nhìn thấy rằng là sau mùa trước thì mình có review cái vườn này rồi. Hôm nay quay trở lại cái vườn này một lần nữa để nói về cái quy trình làm bông làm trái. Vườn này mùa trước thì chúng ta khá là thành công. Thì mình năm nay thì mình cũng sẽ làm thành công như cái mùa vừa rồi nha bà con. Rồi, một cái video chia sẻ với bà con cũng hy vọng rằng là một cái kiến thức nho nhỏ, một cái kinh nghiệm nho nhỏ để Willow Farm có thể kết nối với bà con chúng ta bằng những cái dòng thông tin cụ thể ở trên màn hình. Còn bây giờ thì trân trọng kính chào bà con. Bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật thì có thể kết nối với Willow Farm. Còn hôm nay tới đây câu chuyện của chúng ta còn dài thêm nữa, tại vì trong cái quá trình làm bông làm trái nó là một cái câu chuyện dài, dài cực kỳ dài. Bây giờ thì bye bye bà con nha, bye bye bà con. Đất tốt cực kỳ.